Xin chào các em, chào mừng các em đến với lớp giải hay chấm com. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau hoàn thành các bài tập trong phần writing trang số 12, unit 1, family life trong sách học khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Phần writing của chúng ta, nhiệm vụ số 1 của chúng ta như sau: work in pairs, có nghĩa là làm việc theo cặp. Discuss the meaning of the saying above. Chúng ta sẽ thảo luận ý nghĩa của câu nói trên. Do you agree with it? Có nghĩa các em có đồng ý với nó không? How does this saying apply to doing housework in the family? Câu nói này áp dụng như thế nào vào việc nhà trong gia đình? Thì chúng ta có câu nói được đưa ra trong phần writing, đó là many hands make light work. Câu này của chúng ta có dạng là một idioms, một câu thành ngữ tục ngữ. Nó có nghĩa là nếu nhiều người giúp làm một công việc thì nó sẽ được hoàn tất một cách nhanh chóng và dễ dàng. Về phần ý nghĩa của nó, chúng ta có thể ghi lại như sau. Meaning có nghĩa là ý nghĩa. If many people share a piece of work, it will become easy for everybody. Ý nghĩa của câu nói được đưa ra trong bài many hands make light work có nghĩa là if many people share a piece of work, it will become easy for everybody. Nếu nhiều người chia sẻ công việc, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn cho tất cả. Đối với câu hỏi tiếp theo, đó là câu nói này áp dụng như thế nào vào việc nhà trong gia đình bạn? Thì câu nói này áp dụng cho việc làm việc nhà trong gia đình, đó là nếu như tất cả các thành viên trong gia đình đều đóng góp sức lực thì một người sẽ không phải làm quá nhiều việc. This also apply to doing housework in the family. Nó cũng áp dụng vào việc làm công việc nhà trong gia đình. If all family members contribute to housework, it won't have to do much. Nếu tất cả các thành viên trong gia đình đóng góp sức lực thì mỗi người sẽ không phải làm quá nhiều việc. Đối với việc áp dụng câu nói này vào việc làm việc nhà trong gia đình thì chúng ta có thể nêu ra như sau. This also applies to doing housework in the family. If all family members contribute to housework, it won't have to do too much. Có nghĩa là nếu điều này cũng áp dụng cho việc làm việc nhà trong gia đình. Nếu tất cả các thành viên trong gia đình đều đóng góp sức lực, mỗi người sẽ không phải làm quá nhiều việc. Đối với trường hợp ngược lại, đó là nếu chỉ một hoặc hai người trong gia đình làm tất cả các công việc nhà thì họ sẽ có thể rất mệt mỏi, hoặc là họ cũng sẽ không có đủ thời gian để thư giãn hay là giải trí. If just one or two people in the family have to do all the chores, they may be very tired. They may not have enough time to relax.
or have entertainment. Etc. Như vậy đối với việc ngược lại là nếu mà chỉ có một trong hai người trong gia đình phải làm tất cả các việc nhà thì họ có thể cảm thấy mệt mỏi, họ không có đủ thời gian để thư giãn hoặc giải trí. If just one or two people in the family have to do all the chores, they may be very tired, they may not have enough time to relax or have entertainment, etc. Như vậy cô và Ken đã cùng nhau hoàn thành xong phần nhiệm vụ số 1. Chúng ta đã cùng nhau bàn luận về ý nghĩa của câu Many hands make life work. Và chúng ta cũng giải thích cái việc áp dụng câu này trong việc chia sẻ công việc nhà trong gia đình. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của chúng ta như sau: Read the text about the family below and complete the chore chart. Có nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài văn về gia đình Lâm và hoàn thành bảng công việc nhà. Đoạn văn của chúng ta như sau: I live in a family of four, my parents, my younger sister and I. Tôi sống trong một gia đình 4 người, cha mẹ tôi, em gái tôi và tôi. We are all very busy people. Both my parents work. My sister and I spend most of our time at school, so we split the household chores equally. Có nghĩa là chúng tôi đều là những người rất là bận rộn, cả bố mẹ tôi đều làm việc, em tôi và tôi dành phần lớn thời gian ở trường. Vì vậy chúng tôi phân chia nhau việc nhà một cách công bằng. My dad is responsible for mending things around the house. Bố tôi chịu trách nhiệm sửa chữa mọi thứ xung quanh nhà. He also cleans the bathroom twice a week. Ông ấy cũng dọn dẹp phòng tắm 2 lần một tuần. My mom does most of the cooking and grocery shopping. Mẹ tôi làm hầu hết các công việc nấu ăn và mua đồ tạp hóa. Being the elder child in the family, I take up a large share of housework. Là con lớn trong gia đình thì tôi làm phần lớn công việc nhà. I do the laundry, take out the rubbish and clean the fridge once a week. Tôi giặt quần áo, mang vứt rác và lau tủ lạnh mỗi tuần một lần. My younger sister and responsibility include helping mom to prepare meals and washing the dishes. Trách nhiệm của em gái tôi là bao gồm giúp mẹ nấu ăn và rửa chén bát. My sister and I take turns laying the table for meals, sweeping the house and feeding the cat. Em gái tôi và tôi lần lượt dọn bàn ăn, quét dọn nhà và cho mèo ăn. We do our share of housework willingly as we know that if everyone contributes, the burden is less and everyone can have some time to relax. Chúng tôi chia sẻ công việc nhà của mình một cách tự nguyện vì chúng tôi biết rằng nếu mọi người đóng góp thì gánh nặng sẽ ít hơn và ai cũng có thể có thời gian để thư giãn. Như vậy chúng ta cùng nhau đọc xong bài văn về sự phân chia công việc nhà trong gia đình của Lâm và chúng ta sẽ chuyển sang phần household chore chart. Có nghĩa là cái bảng về công việc nhà. Ở đây chúng ta sẽ liệt kê những công việc nhà mà bố, mẹ Lâm và An, em gái Lâm làm. Thì chúng ta thấy ở trong đoạn văn đề cập đến với bố Lâm thì nhiệm vụ đó là mending things around the house và clean the bathroom. Có nghĩa là sửa chữa các vật dụng trong nhà và lau chùi nhà tắm. Chúng ta sẽ có thể điền vào cái chart, cái bảng này như sau. Nhiệm vụ của bố đó là mending things around the house . Ngoài ra còn có việc đó là cleaning the bathroom. Nhiệm vụ của bố đó là mending things around the house, cleaning the bathroom, có nghĩa là sửa chữa các vật dụng trong nhà, lau chùi nhà tắm. Còn nhiệm vụ của mẹ Lâm được nhắc đến trong bài đó là does most of the cooking and grocery shopping, làm hầu hết những việc bếp núc và mua thực phẩm. Ở đây với phần nhiệm vụ của mẹ chúng ta có thể điền đó là doing most of the cooking nghĩa là làm hầu hết việc bếp núc, and grocery shopping và mua bán nhu yếu phẩm.
theo đối với nhiệm vụ của Lâm được đề cập đến trong bài thì chúng ta thấy Lâm làm các việc như sau. Lâm ở đây là nhân vật xưng I, tôi, đó là do the laundry, giặt giũ, take out the rubbish, đem rác đi đổ, clean the fridge, dọn tủ lạnh. Chúng ta có thể điền các việc của Lâm làm như sau. Doing the laundry. Taking out the rubbish. Cleaning the fridge. Còn đối với em gái của Lâm, đó là An, thì nhiệm vụ của An được đề cập đến trong bài, đó là helping mom to prepare meals, có nghĩa là giúp đỡ mẹ chuẩn bị bữa ăn, và washing the dishes, rửa chén bát. Đối với nhiệm vụ của An, chúng ta có thể điền đó là helping mom prepare meals. And washing the dishes. Ngoài ra chúng ta thấy cả Lâm và An đều có những công việc chung như là được đề cập đến ở trong bài, đó là my sister and I take turns. Em gái tôi và tôi thì lần lượt làm các việc, đó là laying the table for meals, dọn bàn ăn, sweeping the house, quét nhà và feeding the cat, cho mèo ăn. Chúng ta thấy những công việc được chia sẻ giữa Lâm và An, đó là laying the table for meals, ngoài ra còn có sweeping the house, quét nhà, và feeding the cat, cho mèo ăn. Thì đây là những công việc được chia sẻ giữa hai anh em Lâm và An. Hai người này sẽ lần lượt làm những công việc, đó là laying the table for meals, dọn bàn cho bữa ăn, sweeping the house, quét nhà và feeding the cat, cho mèo ăn. Như vậy cô và Kim đã cùng nhau điền xong bảng hoàn thành công việc nhà trong gia đình Lâm. Và chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nhiệm vụ số 3. Nhiệm vụ số 3 chúng ta như sau. Read the text again and answer the questions. Chúng ta sẽ đọc lại đoạn văn một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên đó là how many people are there in Lâm family? Có nghĩa là có bao nhiêu người trong gia đình của Lâm. Thì chúng ta thấy trong đoạn có đề cập đến, đó là Lâm sống trong một gia đình 4 người. I live in a family of 4. My parents, my younger sister and I. Tôi sống trong gia đình 4 người. Bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Như vậy, đối với câu hỏi số 1, câu hỏi có bao nhiêu người trong gia đình Lâm, chúng ta có thể trả lời như sau. There are 4 people in Lâm family. Câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi số 1 của chúng ta đó là there are 4 people in Lâm's family. Có 4 người trong gia đình Lâm. Ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 2. Why are they very busy? Tại sao họ lại đều bận rộn? Thì chúng ta có thể xem phần thông tin trong bài, đó là we are all very busy people. Chúng tôi đều là những người rất là bận rộn. Both my parents work, là cả bố mẹ tôi đều đi làm. Và my sister and I spend most of our time at school. Em gái tôi và tôi thì dành hầu hết thời gian ở trường. Như vậy chúng ta có thể sử dụng phần thông tin này trả lời cho câu hỏi số 2 như sau. Because both parents work. And the children spend most of their time at school.
Câu trả lời cho câu hỏi số 2 của chúng ta đó là because both parents work and the children spend most of their time at school. Có nghĩa là bởi vì cha mẹ đều đi làm và các con dành hầu hết thời gian ở trường. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 3 đó là how do they split the housework in the family? Họ phân chia việc nhà trong gia đình như thế nào? Thì chúng ta thấy thông tin ở trong bài đưa ra đó là we split the household chores equally. Chúng tôi phân chia công việc nhà trong gia đình một cách công bằng, một cách đều nhau. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 3 như sau. They split the housework equally in the family. Câu trả lời cho câu hỏi số 3 của chúng ta đó là they split the housework equally in the family. Họ chia sẻ việc nhà đều nhau trong gia đình. Chúng ta chuyển tiếp sang câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 của chúng ta đó là what household chores does each member of the family do? Có nghĩa là những việc nhà nào mà mỗi thành viên trong gia đình làm. Thì chúng ta có thể thấy các việc nhà được đề cập đến ở đây đó là my dad is responsible for mending things around the house. Bố tôi chịu trách nhiệm sửa chữa các thứ ở xung quanh nhà. He also cleans the bathroom twice a week. Bố tôi cũng lau dọn phòng tắm hai lần một tuần. My mom does most of the cooking and grocery shopping. Mẹ tôi làm hầu hết việc bếp núc và mua thực phẩm. I do the laundry, take out the rubbish and clean the fridge once a week. Tôi ở đây là Lâm, Lâm thì giặt giũ, đem rác đi đổ và lau dọn tủ lạnh một tuần một lần. Còn đối với em của Lâm, An thì trách nhiệm của An đó là helping mom to prepare meals and washing the dishes. Có nghĩa là giúp đỡ mẹ chuẩn bị bữa ăn và rửa chén. Còn Lâm và An thì thay phiên nhau laying the table for meals, scraping the house and feeding the cat. Lâm và An thay phiên nhau dọn cơm, quét nhà và cho mèo ăn. Chúng ta sẽ sử dụng phần thông tin này để trả lời cho câu hỏi số 4 như sau. The father mend things around the house. And cleans the bathroom twice a week. The mother does most of the cooking and grocery shopping. Lâm does the laundry. Take out the rubbish. And clean the fridge once a week. Anne helps her mother to prepare meals and wash the dishes. Lâm and Anne take turns laying the table for meals.
sweeping the house. And feeding the cat. Như vậy chúng ta có một câu trả lời khá là dài cho câu hỏi số 4. Chúng ta sẽ tóm tắt lại các công việc mà những thành viên trong gia đình Lâm làm. Đó là the father mends things around the house and cleans the bathroom twice a week. Có nghĩa là người bố chịu trách nhiệm sửa chữa các vật dụng trong nhà và lau chùi nhà tắm 2 lần một tuần. The mother does most of the cooking and grocery shopping. Người mẹ làm hầu hết các việc bếp núc và mua nhu yếu phẩm. Lâm does the laundry, take out the rubbish and clean the fridge once a week. Lâm giặt giũ đổ rác và làm sạch tủ lạnh một lần một tuần. Ann helps her mother to prepare meals and wash the dishes. Ann giúp đỡ mẹ chuẩn bị bữa ăn và rửa bát đĩa. Lâm and Ann take turns laying the table for meals, sweeping the house and feeding the cat. Lâm và Ann thay phiên nhau dọn cơm, quét nhà và cho mèo ăn. Như vậy chúng ta cùng nhau trả lời xong câu hỏi số 4, chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 5. Đó là do the family members enjoy the housework? Có nghĩa là các thành viên trong gia đình có thích làm việc nhà không? Thì chúng ta thấy Lâm có nhắc đến trong đoạn bài văn đó là we do our share of housework willingly. Có nghĩa là chúng tôi tự nguyện chia sẻ những công việc nhà. Cho nên chúng ta thấy đối với các thành viên trong gia đình có thích làm việc nhà không thì chúng ta có thể trả lời như sau. Yes, they do. They do it willingly. Câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi số 5 của chúng ta đó là yes, they do it willingly. Có họ có thích, họ tự nguyện làm việc nhà. Đối với câu hỏi số 6, what are the benefits of everyone in the family sharing the housework? Có nghĩa là lợi ích của việc mọi người trong gia đình chia sẻ việc nhà là gì? Thì chúng ta thấy lợi ích của việc chia sẻ việc nhà được đề cập đến trong bài văn ở đây đó là if everyone contributes, the burden is less and everyone can have some time to relax. Có nghĩa là nếu tất cả mọi người đều đóng góp công sức thì cái gánh nặng sẽ giảm đi và mọi người có thời gian để thư giãn. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 6 như sau. The burden is less, có nghĩa là gánh nặng sẽ giảm đi. So everyone has time to relax. Nên mọi người sẽ đều có thời gian để thư giãn. Câu trả lời hoàn chỉnh của câu hỏi số 6 của chúng ta đó là the burden is less, so everyone has time to relax. Gánh nặng giảm đi và vì thế mọi người có thời gian để thư giãn. Sau khi trả lời xong tất cả các câu hỏi của phần nhiệm vụ số 3, thì chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ số 4. Nhiệm vụ số 4 của chúng ta như sau. Make the family chore chart. Các em sẽ làm bảng việc nhà của gia đình em. Then using the ideas in the chart, write a paragraph about how people in the family says how work. Rồi sử dụng những ý tưởng trong bảng, viết một đoạn văn về việc làm thế nào các thành viên trong gia đình em chia sẻ việc nhà. You can use the questions in 3 as cue for the writing. Em có thể sử dụng các câu hỏi ở bài 3 như các gợi ý cho bài viết. Chúng ta có thể điền vào bảng này. Đối với mẹ thì chúng ta có thể thấy các công việc nhà mà mẹ có thể làm thì bao gồm doing most of the cooking, đó là làm hầu hết các việc nấu nướng. Ngoài ra thì mẹ còn có nhiệm vụ đó là grocery shopping, có nghĩa là mua sắm những cái nhu yếu phẩm. Đối với bố thì chúng ta thấy việc nhà mà bố sẽ làm đó là doing heavy lifting, có nghĩa là làm các công việc nặng nhọc. Sửa chữa các đồ dùng trong nhà, mending things around the house. Ngoài ra thì bố còn có thể cắt cỏ, mowing the lawn.
Mowing the lawn, cắt cỏ. Còn đối với các công việc nhà mà tôi là nhân vật tôi là, thì chúng ta có thể thấy tôi thì có thể cleaning the fridge, lau chùi tủ lạnh. Taking out the rubbish, đem rác đi đổ. Ra chúng ta có thể laying the table for meals, dọn bàn ăn. Tidying up the house, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài ra thì có thể có công việc khác, đó là cho chó ăn, feeding the dog. Đối với chị gái, older sister, thì nhiệm vụ của chị đó là doing the laundry, giặt giũ. Ngoài ra chị còn có thể help mom prepare meals, giúp đỡ mẹ chuẩn bị đồ ăn. Và chị còn có thể doing the washing up, đó là rửa chén đĩa. Và còn một số công việc mà chị có thể chia sẻ với tôi như là tidying up the house, dọn dẹp nhà, hay là feeding the dog, cho chó ăn. Như vậy, dựa vào bài văn mẫu trong phần nhiệm vụ số 2 thì chúng ta cũng có thể viết một bài văn tương tự về việc phân công việc nhà trong gia đình chúng ta như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua về gia đình, bao gồm các thành viên trong gia đình và việc chia sẻ công việc nhà trong gia đình. Sau đó chúng ta sẽ liệt kê cụ thể từng thành viên trong gia đình sẽ chịu trách nhiệm đảm nhận công việc gì. Cụ thể là với gia đình có bố, mẹ, chị và nhân vật tôi thì chúng ta sẽ có những công việc gì cho mỗi người. Và sau đó kết bài chúng ta sẽ đưa ra câu kết luận về thái độ của mọi người trong gia đình đối với việc chia sẻ công việc nhà. Đoạn văn của chúng ta hoàn chỉnh như sau. There are four people in my family, including my parents, my older sister and me. We all agree that all members of the family should share the housework, so we divide the household chores equally. My dad mends things around the house and does the heavy lifting. He also mows the lawn around the week. My mom does most of the cooking and shops for groceries. Being the elder child in the family, my older sister takes up a large share of housework. She does all the laundry, does the washing up, and waters the house plants every day. My sister sometimes does the cooking when my mom is busy. My responsibility includes taking out the rubbish and cleaning the fridge once a week. My sister and I take turns laying the table for meals, tidying up the house, and feeding the dog. We know that many hands make light work and that will also create a positive atmosphere for the family. Therefore, we are willing to work together on household chores. Như vậy, đối với việc trình bày về việc phân chia công việc trong gia đình, chúng ta sẽ trình bày như sau. Có 4 người trong gia đình tôi, bao gồm bố mẹ, chị gái và tôi, chúng tôi đều nhất trí rằng tất cả các thành viên trong gia đình đều chia sẻ công việc nhà, nên chúng tôi chia sẻ công việc nhà một cách công bằng. Bố tôi sửa chữa các thứ ở trong nhà và làm những công việc nặng nhọc. Bố tôi cũng cắt cỏ một lần một tuần. Mẹ tôi thì làm hầu hết công việc nấu nướng và mua sắm các nhu yếu phẩm. Là con lớn trong nhà thì chị tôi sẽ đảm nhận phần lớn các công việc nhà. Chị tôi giặt giũ, rửa bát và tưới cây cảnh trong nhà hàng ngày. Chị tôi thỉnh thoảng sẽ nấu ăn nếu mà mẹ tôi bận. Trách nhiệm của tôi thì bao gồm đem rác đi đổ, dọn dẹp tủ lạnh một lần một tuần. Chị tôi và tôi thay phiên nhau dọn cơm, dọn dẹp nhà cửa và cho chó ăn. Chúng tôi đều biết rằng nhiều người cùng làm sẽ giúp công việc nhẹ nhàng và điều đó cũng sẽ làm bầu không khí gia đình trở nên tích cực. Vì vậy chúng tôi luôn sẵn sàng cùng nhau làm việc nhà. Như vậy cô và Kê đã cùng nhau hoàn thành xong tất cả các bài tập trong
Phần writing trang số 12, unit 1, Family Life trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới tập 1. Các em hãy theo dõi lời giải hay.com để xem chi tiết bài giảng nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo. Xin chào!